Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 1 tháng 12 năm 2020, phía Đông Bắc Bộ không mưa, trưa chiều giảm mây hứng nắng, nhiệt độ từ 10 đến 23 độ. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 10 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rải rác, ngày cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa, mưa rào rải rác, riêng miền Tây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều có mưa rào vài nơi, tối và đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hứng nắng, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ.